em xin chào tất cả mọi người ha và ngày hôm nay là ngày chủ nhật ha ngày cuối tuần cũng là ngày đầu hình như là ngày năm ha ngày năm tháng 2 âm lịch nhần của mình hay vậy ha thì hôm gà em cũng thấy rất nhiều là anh em anh chị em trong hội nhóm ha là nhà vườn có ha rồi những Cô chú anh chị mới chơi cũng có ha là cũng đã ngắt đọt rồi ha. Đã ngắt đọt mai vàng hen ngắt đọt để mà tạo tán cho nó cái tàn của mình nó 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 gặm lại và nó 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 đẹp hơn ha. Thì em lên với cái tiêu đề hôm nay ha là em lưu ý ha. Lưu ý là đến với mọi người nhất là những cô chú anh chị mới chơi cây mai vàng ha và cũng đam mê cây mai vàng giống em ha. Thì cũng một vài lưu ý nhỏ để cho cô chú mà anh chị mình có cái cách nhìn để mà tham khảo ha Rồi thì em vô vấn đề chính là cái tiêu đề chính hôm nay là em chia sẻ đến với mọi người ha Là giai đoạn nào nên ngắt đọt và như thế nào mà không nên ha Thì đối với những cây mai sau khi mình đã phục hồi sau Tết ha thì tính đến cái thời điểm này á là nó có những cây mai à, nó 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 đang đi cây đọt đang đi cây một ha em ví dụ ha đi cây mẫu giống như em này ha cây này nè ha là nó nó đang đi nè ha cây mẫu là từ khi cắt nè ha em cho người xem ha đây từ khi ngay cái đầu cắt ha em tính từ ngay cái đầu cắt ha nó đang đi cây mẫu ha nè nó cũng phát chèo nè ha phát chèo nè ha thì nó đang đi cây một nè nó vẫn còn đi ha nó vẫn còn đi nó chưa hết ha đây cái cạnh ở đây ha ngay cái đầu cắt của em nó ra uh, hai 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 hai, hai cạnh ha nó đang đi cây một nè thì uh, em uh, lưu ý ha những 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 cây nào mà nên ngắt đọt trước đi ha và những cái cái cây những cái cây, 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 cây như thế nào mà không nên ha em uh, đưa ra là những cái cây nên ngắt ha thì đối với nhà là những cái cây mai vàng là sau khi mình phục hồi là những cái ngọn những những cái cái cơi đọt ha là nên ngắt ha là sau khi một người chăm một thời gian nó ra cây một ha gọi ra cây hai là lúc đó cái cây mình nó đã khỏe rồi ha và tính đến cái thời điểm này là có những cô chú anh chị nó đã ra đi cơi ba luôn ha thì đối với em cái cây mai vàng em chăm là nó đi cơi ba À, nó đi cây ba bắt đầu nó chuẩn bị nó già, nó nó chuẩn bị nó cái lá nó là nó già ha. Thì bắt đầu mình ngắt đối với em là cái cây cây ba mình ngắt ha tại vì đối với những cái cây mai vàng mình phục hồi sau Tết á. Thì tính tới thời điểm này là nó đi cây ba nếu mà nó đã đi cây ba rồi là cái cây nó đã khỏe rồi ha, nó đã khỏe. Bộ rễ nó đã ổn định, dinh dưỡng nó đã nói chung nó nó dồn nó tập trung cái lượng nhựa ha vào cái thân thân cành ha, nó đã đủ, đủ lực ha. Nói chung là đi khi mà cái cây mai vàng nó đã đi cây ba rồi nó đã đủ nhựa, đủ lực. Đủ lực thì mình bấm một cái bụp ha. Em ví dụ bấm ngay đầu ngọn như thế này. Ha. Thì những cái chèo này nó phát ra sẽ rất là nhanh là cái thứ nhất. Cái cái thứ hai là những cái cành mà những cái cái cành mà nó đi cây ba rồi là nó rất mập. Ha, nó rất là mập ha. Nè, nó rất là mập chứ nó không phải nó còn non như cây một ha này em ví dụ ha đây nè cái cây hai này ha cái cây này nó cũng có cây một cây hai nó không có điều ha nè cái cây hai mọi người hay xem ha là cái cành nó đã lên ha nó đã có thân gỗ rồi ha nó đã có thân gỗ rồi nè nó có sữa gỗ ha đây này, nó đang đi cây hai này ha thì đối với em á cái cây mà đi cây ba thì mọi người nên ngắt ngắt được ha thậm chí nếu mà mọi người muốn thả cho cái tàn nó bự thì cứ việc thả ha cứ việc thả cứ giữ thả không không nên ngắt vào cái giai đoạn này tại vì cái thời gian nay mới đầu tháng 2 âm lịch nhân mình à thì nó còn khoảng tới tháng 2 tháng 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 là nó còn tầm cỡ là gần 10 tháng 9 10 tháng là lận chứ nó không không mọi người cũng đừng nên nôn ha. Rồi thì việc đầu tiên ha, nếu mà có ngắt cái tàn mà của mọi người ha nếu mà nó xum xê nó lộn xộn quá thì có ngắt cũng nên ngắt vào cái lúc cái cơi ba nó đi ha rồi em lưu ý luôn cái phần là không nên ngắt ha không nên ngắt nè <laughs> đối với những cây mà không nên ngắt đọt là cái thứ nhất những cái cây nó đang đi cây một ha đang đi cây một ha và tại sao mà đi cây một mà em không ngắt ha tại vì cái cây của mình nó đang trong giai đoạn hồi phục hồi phục ha tại vì có những cây anh chị em đôn cành sớm thì bây giờ nó ra cây ba là bình thường ha là bình thường rồi cái cây như cây của em nè cây này em đôn trẻ em đôn trẻ này nó mới đôn khoảng chừng ừ, nói chung là em đôn trẻ là, là em cũng không nhớ là đôn ngày nào ha đôn trẻ thì đối với những cái cây anh em mà đôn trẻ thì cái thời điểm này nó mới ra cây một giống em ha thì mọi người nên lưu ý kỹ cái điều này giúp em ha khi mà nó đã ra cây một, khi mà nó đã bắn mầm lên đọt ha, nó ra đọt. Thì trong cái giai đoạn nó ra đọt, bộ rễ nó ở dưới nó đang ra rễ non hen. Rễ non nó đang ra thì trong cái cây một của mình là cái bộ rễ nó dưới ở dưới nó đang phục hồi, nó đang phục hồi ha, Mà mình nó đang khi mà cái bộ rễ nó đang phục hồi rồi mà mình gới tới cái đọt mình bấm vào một cái bụp bấm một cái bấm ăn thì ở dưới cái bộ rễ nó đứng lại nó sẽ bị sừng lại ha nó sẽ bị sừng lại thì nó làm cho cái cây mai của mình mất thêm một khoảng thời gian nữa nó mới phục hồi trở lại nữa nó mới đi được là những cái chèo như thế này mọi người lưu ý ha cơi một cơi hai trong cái giai đoạn này đối với những anh em mới chơi thì không nên không nên gớ với tới cái ngọn ha không nên mà gớ tới cái ngọn tại vì cái việc mà mình bấm ngọn á cái thời gian nó còn rất là dài còn nhiều lắm cho nên là bây giờ thì mình cứ việc mình nuôi thả nuôi thả nó đi ha mình lấy là cái bằng mình lấy cái bầu tàng cho nó gặm trước đi ha cái thứ nhất cái thứ hai là mình là nói chung mình nuôi cho nó tập trung cái lượng nhựa cho nó đủ lực đủ lực cái đi ha thì cái cây mai của mình khi bấm một cái bụp thì nó thì sẽ là phát cái trèo rất là nhanh ha rất là nhanh còn về mà cái cái thân cảnh ha thân cành mà cho nó mập ha. Thì mọi người cứ tới cái thời gian này á, mọi người cứ nuôi thả đi, nuôi thả đi ha. Nuôi thả thì nè, mọi người xem cây một nó dày ha. Nuôi thả phân bón là thuốc định kỳ. Nè, cây một nó vậy. Thì cái cây hai bắt đầu nó lên cái 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 sớ gỗ nè ha. Thì bắt đầu cái cây ba thì nó sẽ bự cái cành nó sẽ mập lên ha. Và cái, cái tính cái tới cái thời điểm mà khi mà mình làm nụ là cái giai đoạn đó là bắt đầu là cuối tháng 6 ha cuối tháng 6 bắt đầu chuẩn chuẩn bị bước qua tháng 7 là bắt đầu của nó sẽ qua cái giai đoạn 2 là làm nụ cái thời gian đó em gọi là cái thời gian cái giờ vàng cái thời gian vàng để là mình để mình làm là cho nó mập cốt cành ha mập cốt cành ha còn trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà em gọi là đang là phục hồi cho cây mai vàng nè ha có những cây nó đã ổn định ha. nó 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 đã ổn định nó đủ lượng nhựa và có những cây nó mới ra cây một ha đi cây một và có những cây anh em cũng giống như em ha mới đôn em cũng có mấy cây mới đôn ha thì cái cây mới đôn để mai mốt em làm cái video tiếp ha thì cái lượng nhựa nó em đã em nói lại ha cái lượng nhựa mà nó mới ra cây một như thế này cái lượng nhựa trong thân nó còn rất yếu ha cái thứ nhất cái hai là rễ non nó đang ra rễ non đang ra ha cây một cây hai là cái rễ non nó đang ra nó chưa đủ cứng cáp để mà nó hấp nó hấp thụ dinh dưỡng ha hấp thụ dinh dưỡng mà nó dòn dòng dòng lực lên cho thân cành ra cái đọt thì mọi người bấm vô một cái mẫu ha là cái gỗ rễ nó bị, ở dưới nó bị đứng đứng lại ha đứng lại và nó làm cho cái cây mai của mình nó mất thêm khoảng một thời gian nữa nó tầm cỡ là một tháng nữa ha. em nói là khoảng một tháng với em cũng tùy theo cây và tùy theo người chăm sóc ha khoảng một tháng nữa nó mới phục hồi cái là, là 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 cái bộ ghế mới ha là cho nên em lưu ý Cây một cây hai cơi một với cơi hai ha. trong giai đoạn này không nên không nên gớ tới cái đọt ha giúp em ha và nên giữ cái đọt nên giữ cái đọt hơn phun dưỡng tưới gốc là định kỳ để giữ cái cái đọt và giữ cái bộ tàn lại giúp em cho cái cây mai của mình nó cứ mọi người cứ thả đi ha thả cho nó lòng thòng lãnh thảnh gì đó không biết ha cứ thả cho nó ra mọi người đừng có gấp đừng có nôn đừng nôn quá em cũng thấy là không gà ngắt cũng cơi một em cũng có thấy là mọi người ngắt rồi ha em xem nói chung là trên những cái clip và trên mạng xã hội cơi một cũng đã có ngắt rồi ha và em lưu lại ha không nên ngắt đọt cho những cây mai mà nó đi cơi một hoặc là cơi hai ha em lưu em thì trồng mấy cái cây mai nói chung là đây là cái mai ghiên ha nói chung là không có cây mai đẹp nhưng mà em cố gắng chia sẻ đến với những cô chú anh chị mới chơi để được cây mai khỏe ha em làm đẹp cái mai em làm nói chung là từ từ cũng chưa đâu ha em thôi nói chung là thẳng vườn em không có cây mai đẹp nhưng mà em cố gắng cố gắng là chia sẻ đến những cô chú anh chị là mới chơi mới tập chơi cây mai vàng là có được những cây mai nó khỏe thôi ha em và em cũng xin lưu ý lại là cây một và cây hai không nên ngắt đọt ha không nên ngắt đọt rồi clip này em cũng xin Tạm biệt tất cả mọi người ha. Em chúc tất cả mọi người có cái ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình ha. Em xin tạm biệt ha.